chào các bạn nhé. À, nay mình lên chơi lễ hội Mường Xia các bạn nhé. Có cái lối đằng trước tôi này, sẽ đi xuống trong cái khu có lễ hội các bạn nhé. Mình sẽ không rời máy được các bạn nhé, mình sẽ đi suốt luôn để dẫn các bạn đi xem cùng mình nhé. Các bạn ạ, trong những lễ hội hôm nay này sẽ có các bạn nhé, mình quên giới thiệu từ lúc ban đầu rồi. Cái ngày hôm nay là lễ hội Mường Xia, nhưng mà mình đang quay vào buổi chiều nha các bạn ạ, nên là họ mới giao lưu văn hóa văn nghệ và một số trò chơi dân gian này, với lại bán các cái đồ ở đây. Hôm nay là chưa chính thức này các bạn, mai mới vào chính thức nha các bạn nha. Đây này, họ bán rất là nhiều đồ này, đồ quần áo và nhiều lắm. Và mình sẽ xuống cái chỗ trung tâm kia các bạn nha, rất là đông người kìa. Ở đây là họ mới đang đánh bóng được các bạn ạ, đánh bóng chuyền đó. Và sẽ chuyển sang, hình như có thêm một số vấn chơi giao lưu trò chơi văn hóa văn nghệ thì đó. Hôm nay chưa có chính thức các bạn ạ. Nhưng mà rất là đông người nè. Cơ hội trao đổi hết rồi. Các cầu thủ của đội Trung Sơn Phạm Lưới Kỹ Thuật tạm điểm cho đội Yên 2-1. Rồi, một lần nữa chúng tôi xin thông báo cho các vận động viên bốt cởi khủ, chúng ta sẽ sang sân vận động của đội bóng trường mầm non Phú để thi đấu nha. Hai vòng vào đây, hai giới như này. Vâng, điểm số là được đổi cho Trung Sơn 2-2. Cái này rất là đông người các bạn. Được bóng tốt và tăng điểm cho Trung Sơn 3-2. Đây, mình sẽ lượn qua một vòng các bạn nhé. Cái hôm nay là mới giao lưu một số thể dục cho các bạn, thể thao gì đó thôi. Đằng trước tôi các bạn nhé, có cái nhà văn hóa này. Đấy, ngày mai họ sẽ tổ chức múa này, với là một số trò chơi này. Đây trái cây. Đây các bạn, sân khấu đây này, mình sẽ vào quay cái bảng ở đây luôn các bạn nhé. Đi vào đây. Đây mấy em thích quay này. Cứ vào đi. Cứ sao đây mà. Quay về. Ngày mai mà thấy em này.
Để mai mà thấy em luôn. Có em trong kênh luôn đấy. Kênh em có. Kênh Cao Nguyên Phương Lặng Gió. Cao Nguyên Phương Lặng Gió. Á Lặng ha. Cao Nguyên Phương Lặng Gió. Em có vào kênh mà thấy em luôn. Đây các bạn ạ, mình sẽ vào chỗ quay lại chỗ họ đang đánh bóng này, bóng chuyền đó các bạn. Hình như là anh mình sang xem đội lưới, không xem đội lưới, anh xem đội lưới, mình sẽ xem bộ trận đây. Hình như bóng chuyền gì đây? Bóng chuyền nữ. À, bóng chuyền nữ hả? Đâu mới thấy được nhỉ? Cái này rất là nhiều hàng các bạn ạ. Cái này có cả số có hàng đồ ăn nữa này. Họ đang chơi bóng chuyền các bạn, rất là đông người. Ồ, ớt này ngon. Ừ. Lấy đi. Hiếm lắm nhỉ. Cái này nhặt vào hết đi, nhặt vào hết đi. Nhặt vào lại đi. Bán cả cây luôn các bạn, có một loại cây giống gì đây này. À cây nhãn này. Các bạn cây mình sẽ đi vào đây, hình như có hội chơi cù để chắc để ngày mai mới chơi chính thức. Mưa sao à? Mưa sao à? Sao? Các bạn ạ, có hội chơi cù này đang chạy không có đúng không? Chuẩn bị để chơi từng gì nhỉ, từng giống như là một set này, giống như là chơi một bán đấy các bạn. Bắt đầu quay xuống các bạn này. Bên kia thua rồi. Bên kia thua các bạn ạ. Xuống để cho đánh các bạn ạ. Rồi các bạn nhà, đến lượt đánh này. Cái này họ chấm điểm đàng hoàng các bạn ạ. Cái cù họ phải cân lên này. Các bạn nha, video mình hôm nay thì sẽ dừng ở đây nhé. Ngày mai mới tiếp tục video tiếp theo để vào trong ngày chính thức luôn các bạn ạ. Vậy nha các bạn nha, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn clip sau nhé.